Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy đó Phật. Recording in progress. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá quý vị. Nay học tập 2. Chúng ta niệm Phật, mình để ý những tấm gương niệm Phật vãng sanh như Hòa Thượng Hải Hiền. Giảng sanh rất là thù thắng. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Niệm 92 năm. Không thay đổi. Đây là tấm gương đặc biệt. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là tấm gương của Hòa Thượng Hải Hiền có thể làm ảnh hưởng cho chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt Pháp. Trước chưa thấy, sau này thì không biết làm sao. Niệm một câu Phật hiệu niệm 92 năm, không thay đổi gì hết. Còn mình thì niệm vài năm thôi thì có khi mình đã dao động. Tại vì mình không có gầy dựng tín nguyện kiên cố. Lòng tin mình dành cho Đức Phật A Di Đà có khi còn dời đổi. Nếu như mà lòng tin mình kiên định thì câu Phật hiệu này mình sẽ siêng niệm. Tuy chưa về thế giới cực lạc nhưng mình cũng có niềm vui của thế giới cực lạc. Tại vì sao? Vì mỗi ngày mình niệm Phật trong lòng mình không có nghi ngờ. Có nhiều người thì đang niệm Phật vậy, gặp ai nói rằng câu Phật hiệu này chưa đủ đâu thì trong lòng bị dao động. Hoặc là người nói này người nói kia thì mình bị lo sợ, không biết niệm một câu Phật hiệu này có được giáng sanh hay không. Hoặc là niệm một câu Phật hiệu nhưng mà nghe ai nói rằng là khi cuối cuộc đời không có người giúp thì chưa chắc được giáng sanh. Căn tính mình không được như các ngài đâu, nên phải cần có người giúp này kia đâu. Nghĩa là mình nghe cái là mình bị sợ. Sợ là mình không tin Phật A Di Đà. Nên chúng ta coi những tấm gương niệm Phật giảng sanh, họ rất lão thật và giảng sanh rất thù thắng. Vì nhớ, mình thì không lão thật. Lão là già dặn, thật là chân thật. Mình thiếu sự chân thật. Nếu như mình mà chân thật một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì chắc chắn rằng là cuộc đời này con đường giảng sanh mình rất là thù thắng. Và mỗi ngày mình cũng được bình an đó quý vị. Khỏi cần lo nghĩ, sợ hãi, việc này, việc kia gì hết. Tại vì sao? Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật. Vậy thì mình làm việc niệm Phật đi. Mình siêng năng niệm Phật đi. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh gì mình cũng niệm Phật. Dù bây giờ xuất gia hay cư sĩ gì cũng niệm Phật. Hay có chùa không chùa gì cũng niệm Phật. Trong đạo hay ngoài đời gì cũng niệm Phật. Hoàn cảnh nào mình cũng niệm Phật. Quý vị biết hồi đó Như Đức đã từng nói với quý vị rằng là dù hoàn cảnh có thay đổi Những Đức như thế nào, nhưng tâm Những Đức dành cho ai thì là Phật không thay đổi. Hồi đó có một tấm hình mà Những Đức chụp, mà Những Đức ghi cái câu đó là để trong nhà bếp. Có một tấm hình à, dù cho cuộc đời có thay đổi như thế nào nhưng tâm Những Đức dành cho ai thì là Phật không thay đổi. Quý vị biết rằng Những Đức bước ra ngoài, Những Đức càng nhiều thời gian tu thêm, hoàn toàn thời gian dụng công tu, quý vị thấy rõ ràng. Ngày nào cũng vậy, dụng công tu quý vị xuyên suốt. Thêm thời khóa 12 giờ khuya rồi, tăng thêm thờ tu. Hình như là càng ngày càng thấy bình an quý vị. Càng tu càng thấy bình an. Và càng tu càng thấy rằng đúng, bổ nguyện Đức Phật A Di Đà thù thắng. Nếu như chúng ta tin các ngài, hình như là chúng ta có được sự sắp xếp rõ ràng hết. Có sự sắp xếp hết. Phải tin Đức Phật A Di Đà. Quý vị phải nhớ rằng là cha mẹ ở thế gian của chúng ta thôi. Mà dù chúng ta có làm sai quấy gì thì cha mẹ mình tuyệt đối không bỏ mình. Quý vị biết rằng là Đức Phật A Di Đà, ngài cũng như một người cha, người mẹ hoàn toàn từ bi đến mức cùng cực. Và hiểu biết đến mức cùng cực. Còn cha mẹ thế gian mình chỉ thương mình một đời này thôi.
Còn Đức Phật A Di Đà thương mình đời đời kiếp kiếp. Thương mình đời đời kiếp kiếp. Chúng ta chỉ cần tin Ngài, hướng đến Ngài, nhớ Ngài, muốn về quốc độ của Ngài, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Không bao giờ bỏ chúng ta. Quý vị thấy rằng là có nhiều người làm cha làm mẹ ở thế gian này thôi, mà con cái có đối xử tệ cỡ nào, nhưng con chỉ cần nói vài tiếng mong cha mẹ tha thứ cho con, thì tức khắc người làm cha làm mẹ đã tha thứ liền. Đó là người làm cha làm mẹ thế gian, chưa phải giác ngộ nha. Chỉ đối xử với con thôi đó. Còn Đức Phật A Di Đà là bậc đại giác ngộ, mà Ngài phát ra lời nguyện cứu độ chúng sanh mười phương khắp pháp giới vô điều kiện. Vô điều kiện đây là Ngài không bắt buộc chúng ta làm điều gì cho Ngài cả. Ngài tạo sẵn một quốc độ tuyệt vời, và chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu Ngài thì Ngài đến tiếp dẫn. Chứ Ngài không có kêu mình phải trả tiền hay là đưa của cải gì cho Ngài, đúng không? Nên từ nơi đó mà cái lòng tin của mình có giờ đổi, nên bổn nguyện không phù hợp. Nếu như lòng tin của mình mà hoàn toàn vững chắc thì nhất định theo bổn nguyện đó mà tiếp dẫn, không bao giờ sai đâu quý vị, nhớ kỹ. Nên câu Phật hiệu này phải gầy dựng cho thật là kiên định, và phải siêng niệm. Phải siêng niệm, nhớ kỹ, phải siêng niệm. Càng niệm Phật thì càng thấy bình an, càng niệm Phật càng thấy an lạc. Vì nhớ rằng là nương vào con người còn có thể bị bất an, nhưng trong tâm có Phật thì không bao giờ bất an. Nếu như trong tâm quý vị có Phật, quý vị sẽ không sợ ma nè, không sợ bất cứ một cái sự áp đặt nào, nếu như trong tâm quý vị có Phật. Còn nếu như trong tâm mình mà tuy niệm Phật nhưng mà không có Phật, thì đêm về cũng sợ ma, gió thổi cũng thấy lạnh lẽo, cũng thấy sợ ma, rồi thấy cái gì cũng lo âu sợ hãi, ngay hù dọa gì cũng sợ, cũng bất an. Nên mình có được thời gian tu, mình được cộng tu chung với nhau, mình gặp những đạo tràng mình tu, mình phải siêng. Mình được nhân duyên đó, mình phải hết sức là trân quý. Mình nắm bắt cơ hội mình niệm Phật. Quý vị coi, dù giờ của cải vật chất mình có tạo ra nhiều cỡ nào, nhưng bao nhiêu con người mình thấy rõ ràng rồi đó, họ rất giàu sang phú quý luôn, nhưng một hơi thở thở ra không hít vào, không có cầm thể được gì đâu. Chúng ta từ thấy từng đời ông bà cha mẹ của mình và bạn bè thân quen, mình thấy rất nhiều người cả cuộc đời của họ lam lũ cực khổ, nhưng cuối cùng không có cầm thể được gì đâu. Đây là điều chúng ta nhắc vô thường cho sâu sắc đó nha, nhắc hoài luôn để mà mình dũng mãnh tinh tấn. Quý vị nhớ rằng niệm Phật là cái mình cầm theo đó. Trong cuộc đời mình thiện ác mình có thể cầm theo, nhưng vật chất của cải không cầm theo. Nên mỗi một người mình hiểu được nguyên lý này rồi, tự nhiên mình dũng mãnh tinh tấn siêng năng niệm Phật liền. Ngày nay mình niệm Phật, ngày mai mình niệm Phật, ngày mốt mình niệm Phật, mỗi ngày mình niệm Phật, là cái nhân duyên của ngày sau mình được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nhớ kỹ, chúng ta cảm thấy không bị lẻ loi. Còn giàu sang phú quý của cả nhiều cỡ nào, nhưng khi cận tử nghiệp vẫn bị lẻ loi. Vẫn bị lẻ loi đó là mình trông chờ vào con người, bản thân mình sẽ bị hụt hẳn liền. Tại vì con đường này tự mình đi, sao trông con người được đây? Người ta có thể đứng bu xung quanh mình, nhưng con đường này mình tự đi. Dù là bà xung quanh mình bao nhiêu con người, nhưng mình vẫn bị cô đơn. Vì trong cái cảnh giới đó bản thân mình phải tự lẻ loi mà đi, đi gặp những cái cảnh giới xấu ác, nên bản thân mình bị sợ hãi vô cùng. Còn nếu như trong tâm mình mỗi ngày quân tập nhớ Phật niệm Phật, thì cận tử nghiệp của mình là cảm với bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hàng thánh chúng sẽ đến bên cạnh mình, giúp đỡ lo lắng cho mình. Nên từ nơi đó mình niệm Phật, mình tin vào bổn nguyện của Phật, dù mình ở bất cứ hoàn cảnh nào Đức Phật A Di Đà dẫn đến. Thì nhớ rằng là các ngài không bị chướng ngại, chúng ta bị chướng ngại nè. Nên nhiều người tí niệm Phật mà tin lại tin con người, con người sẽ bị chướng ngại đó quý vị. Họ dù có tâm giúp quý vị nhưng họ sẽ bị chướng ngại đó. Nó giống như hôm qua những đứa gặp mấy cô ở Tây Thiên gì đấy, y Tây Ninh. Mấy cô gặp những đứa cô nói
đi hộ niệm với một nhóm. Mà mấy bà đó, bà nào đi hộ niệm cũng cầm theo một cục tỏi. Nói ủa, hộ niệm cầm theo cục tỏi cái gì? Anh nói quan gia trái chủ nhiều lắm, nên từ nơi đó đi cầm theo cục tỏi cho họ tránh xa mình. Mỗi lần hộ niệm ai chết rồi về, chạy về tắm lịa, sợ cái mùi người chết ảnh hưởng mình. Nhưng Đức nói nếu mà có cái tâm vậy thôi, mình ở nhà mình dụng công tu phước cho rồi đi, mình đi tạo nghiệp chướng làm chi vậy, hiểu không? Mình đi hộ niệm mà mình cầm theo cục tỏi không khác nào bản thân mình cầm vũ khí theo. Thí dụ như mình bình thường vậy, mình đi cầm vũ khí, mình đi 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 đi, đi tìm những người hung dữ để mình tạo nghiệp với họ, mà bản thân mình với họ sẽ đối đầu với nhau làm chi vậy? Không bằng mình ở nhà mình lo việc nhà mình, tự nhiên đi hộ niệm mà cầm theo cục tỏi, nghĩ sao vậy? Nếu mà những người mình đi hộ niệm mình hiểu rồi, ngũ tạng mình còn không ăn, cái đó là tại vì mình hiểu rồi. Nên hôm qua Như Đức nói rằng cái đó là mình hiểu, mình đi hộ niệm ngũ tạng mình còn không ăn, tại vì những cái mùi đó nó sẽ ảnh hưởng trở ngại lớn lắm chứ không phải giỡn đâu. Mình hiểu thì mình không ăn, nhưng mà những người người ta không ăn chay, người ta ăn thịt, người ta ăn ngũ tăng, thì mình phải sắp xếp cho người ta như thế nào để người ta được niệm Phật, kết duyên cho ông bà cha mẹ người ta, chứ không được đoạn duyên người ta thì là đúng. Còn riêng mình là ban hộ niệm là đưa lên quy tắc là đúng, tại vì cái đó là ban hộ niệm mình hiểu nên mình đưa ra quy tắc, tại vì mình ăn chay, hiểu không? Còn những người người ta ăn mặn, người ta ăn ngũ tăng, thì mình phải sắp xếp cho người ta một chỗ nào, lập một cái bàn thờ, lập một cái bài vị thì sao, để cho những người đó, cho người ta sắp xếp cho người ta ngồi niệm Phật chỗ này. Người ta hỏi mình tại sao như vậy, mình nói rằng là đây là một nhóm người niệm Phật quen, để cho người ta niệm Phật, để người ta giúp người mắc này, giúp ông bà cha mẹ quý vị được siêu thoát, nên một nhóm này họ ngồi nghiêm túc họ niệm cho nó quen. Còn một số người này chưa hiểu thì sắp cho họ một vị trí nào bên ngoài, có một cái hình ảnh của người mắc đó, để cho đó cho họ ngồi họ niệm cho ông bà cha mẹ của họ. Có nghĩa là mình không có đoạn duyên chúng sanh được. Nếu như ví dụ như giờ họ còn ăn thịt, họ ăn ăn ngũ tăng mà mình không cho họ niệm Phật, vì những người này muốn niệm Phật cho ông bà cha mẹ họ, họ sẽ không niệm được, mà có khi trở ngại mình. Đó là tại sao không cho tôi niệm Phật cho ông bà cha mẹ tôi, thì có chuyện xảy ra. Nên mình tính làm sao mà cho lợi cho cái người mắc, mà lợi cho dòng họ con cháu, và lợi cho bản thân mình luôn. Nếu không họ không được, họ tức họ nhào vô họ kiếm chuyện với mình, bản thân mình không lẽ đi đụng chuyện với họ, thấy không? Nên tính như vậy thì giúp cho người mắc cũng được, mà giúp cho những người còn sống được niệm Phật, nhất là con cháu được niệm Phật lễ Phật. Còn con cháu nào mà biết niệm Phật, biết tu đàng hoàng, mình cho vô vị trí chính này để lễ Phật, lễ để sám hối cho ông bà cha mẹ anh ta thì được. Tại vì những người con cháu này hiểu đạo, biết tu, thì mình sắp xếp những người này vô vị trí này luôn để mà niệm Phật cho ông bà cha mẹ anh ta. Còn những đứa con cháu nó chưa biết tu gì thì mình cho nó ở ngoài vị trí, ở ngoài một phanh vùng một chỗ nào cho họ vô niệm Phật. Còn người đến viếng thì cho vô chỗ đó, sắp ghế cho người ta ngồi để niệm Phật, sắp xếp cho người ngồi vị trí đó, ai vô sắp ghế cho người ta ngồi đây, ngồi đây chỉ đạo cho người ta, thì tức khắc lợi ích tất cả mọi người, không ai trở ngại với mình. Mà người ta nhìn thấy cái tổ chức mình làm gì người ta còn khen, hiểu không? Còn riêng tổ chức mình là ban hộ niệm thì mình đưa ra là ngũ tăng không ăn, còn cái bà này bà cầm tỏi theo, bà bỏ mỗi bàn cục cục đi theo, thấy chưa? Nó nên làm việc Phật pháp nó, nhưng mà không hiểu, không hiểu đó quý vị. Quý vị nhớ như hồi sáng như Đức nói câu nói nghe, tụng kinh hay trì chú hay niệm Phật đều không có cái chuyện chúng ta đi đuổi ma quỷ, nếu quý vị có tâm này bị sai. Tất cả kinh chú hay niệm Phật, pháp tu của Phật đều là hóa giải chứ không có đối lập. Hóa giải. Thí dụ như dù ma quỷ đi chăng nữa mà mình còn rủ người ta lại niệm Phật mà, chứ làm gì có chuyện mình đi niệm Phật hay mình tụng kinh trì chú mình đuổi người ta. Nếu mình có tâm đuổi người ta vậy, đạo Phật đâu có từ bi quý vị. Quý vị biết rằng là đạo Phật đó là giúp cái người mà đang không mê mờ không biết gì, chứ đâu phải bây giờ mình lựa cái người mà thiện căn mình giúp, còn cái người không có thiện căn mình bỏ người ta, vì từ bi ở đâu? Người ta không được có duyên gì thì mình phải gieo cho người ta chứ, mình còn đuổi xua người ta đi nó thì nó thành quán thù. Nó nhớ kỹ, cả niệm Phật cũng không phải là để đuổi ma quỷ đâu nghe. Quý vị coi 12 giờ khuya, nếu mà vậy thì tu 12 giờ khuya làm chi ạ? Nếu mà chúng ta mà có thiên nhãn với chúng ta nhìn 12 giờ khuya chắc đầy quá,
hương linh chất bùi xung quanh mình đầy hết trơn quá. Đừng nói chuyện dựng chứ. Coi cô này, có đứa con trai mắt trai trẻ lắm chết. Quý vị biết rằng cô đến cô tu. Vì mà khi mà buổi tối cô tu, có người thấy thằng con trai đứng cái bên cổ khóc. Ghê chưa? Có những người yếu yếu ta thấy thằng con trai đứng kế cô khóc. Nói gì thấy cái người chết, người thân mình chết ấy, họ chui siêu, họ theo cái người quen, họ theo cái người thương yêu họ. Nên cái người nào mà nếu người chết mạnh đó, là cái người chết sẽ đi theo họ. Mà nếu như mình biết niệm Phật, biết tu thì họ đi theo mình, họ tu. Hiểu không? Mình tu xong rồi hồi hướng cho họ, họ ấm lòng, họ tu theo thì họ được siêu thoát. Đó. Nên cái cô này nói rõ ràng mà. Mà cái người con trai của cái cô kia mắt, mà khi cô này cô niệm Phật, cô tu mà cô tự nhiên cô nhìn qua, cô thấy thằng con trai cô đó đứng cái bên cô. Nó đứng, nó chắp tay, nó niệm Phật theo cô. Thấy chưa? Không có đơn giản đâu quý vị. Nên 12 giờ khuya mà tu đông lắm á. Nên quý vị nên mở cửa sau ra. Mở cửa sau hè ra. Đính chi? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Có nhiều bà nói gió thổi hiu hiu làm con lạnh lẽo. Thế bà vừa lấy vào nhìn phía sau cái gì? Sao gió thổi? Cửa sổ đập bạch 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 kỳ quá. Nhiều bà phải sợ ma dữ lắm, kỳ cục ghê á. Yên tâm đi. Hòa thượng Tịnh Không ngày nói á, cái nơi nào niệm Phật, cái nơi nào bắt máy niệm Phật á, là bao nhiêu chục cây số là cảnh giới của ma quỷ ở trong á, u minh, người ta được nghe và được đến tu chung. Có nhiều người nói ủa vậy thì cảnh giới ma quỷ nhiều vậy đến nhà con làm sao? Nói họ sẽ làm hộ pháp cho quý vị, họ không có hại vị gì, bị giúp họ mà hại gì. Quý vị coi người ác cái nào ác với mình, giúp người ta giết, cảm hóa người ta luôn, cảm hóa người ta luôn sao hại? Người ta đang khổ đau trong cảnh giới u minh mà mình niệm Phật mình giúp người ta mà ai hại mình? Mình có hại người ta đâu, thấy không? Nên mình là người tu mà mình có tâm mà đuổi ma tà là không đúng. Tâm đuổi ma tà là không đúng đó. Nên những người mà người ta làm những cái việc mà ví dụ như chù yếm đồ bắt ma quỷ rồi đó, là sẽ có cái sự trở ngại khi phước si của họ, khi căn tư nghiệp của họ là lãnh đủ, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Thành kết quán, kết thù. Mình là người nghe đạo biết tu toàn là quá giải quán thù, cho nên không kết quán kết thù, không có bắt người ta. Quý vị biết rằng là một hương linh mà nhập vô một người đều là được vua Diêm Vương chấp thuận mới nhập. Tại vì giữa hai người này nó có quán thù nó mới nhập vô. Nên mình là người đến khai thị. Khai thị là gì? Là nhắc người ta, khuyên người ta. Thôi quan gia nên giải đừng kết nữa quý vị. Cái sự báo thù này nhiều đời nhiều kiếp nó khổ đau rồi. Nên hôm nay mình nên buông ra đi. Nhưng mà khi họ muốn buông quý vị là chính cái hành động quý vị á. Quý vị tu sao? Nên mỗi ngày bị niệm Phật lễ Phật này, quan gia tế chủ người ta được cảm hóa. Ta thấy mình bây giờ sám hối rồi. Mình đang lễ Phật, không phải là Phật kêu mình lễ ngài. Mà mình đang lễ Phật là lễ cái sự u mê của mình trong tâm thức. Và mình lễ những chúng sanh mà mình đang tạo nghiệp với họ đó. Nên quý vị mà lễ Phật giết người ta nhìn, quý vị ta thương. Nó ngộ vậy đó. Vì sao? Nó quá giải nghiệp quan gia. Mình mà lễ Phật giết nó quá giải nghiệp quan gia, là người ta nhìn mình lễ Phật giết người ta tội nghiệp mình. Người trong nhà mình nhìn thấy mình lễ Phật giết, người ta thương mình chứ gì chứ nha. Mà người ta lễ theo. Tại vì mình lễ giết nó đột phá vào tự tánh người ta, hiển lộ tâm Phật ra đây. Như mình niệm Phật lễ Phật giết, mình hiển lộ tự tánh của mình, thì mình niệm Phật lễ Phật giết, mình cũng đột phá vào tâm người ta. Nên gia đình nào mà tổ chức khóa tu cho người ta niệm Phật là thù thắng lắm. Nó có một cái quay lực rất lớn, để mà cái sức ảnh hưởng đó cầu siêu độ cho dòng họ tổ tiên của mình luôn, trong gia đạo mình. Trong gia đình nào mà thường niệm Phật tu hành ở trong nhà nghe, là gia đình quý vị từ từ phát sáng. Quý vị nhớ âm siêu thì dương lợi, âm siêu thì dương lợi. Nên những đức nói rằng là cái nơi mà thờ linh nhiều đó, phải làm sao hình ảnh linh cho nó gọn. Làm vô tường làm sao hình nhỏ nhỏ nhỏ, dắt vô cho nó theo, nam nam nữ nữ rõ ràng. Chứ giữa chánh diện đó có một bộ tam thánh, thấy không? Nhìn cho nó trang hoàng, đừng có hình này hình nọ, hình lớn hình nhỏ tùm lum, để cho thành phong thủy ấy. Bên đây nam bên đây nữ rõ ràng, để thờ cảnh sát vô tường luôn, nhìn cho nó đẹp.
Bên đây một cái tivi gọi qua hình của Tam Thánh Chúng, bắt cái điệu niệm Phật và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cứ chiếu xuyên suốt luôn. Vì coi cái thờ linh nó hoàn toàn ấm áp liền. Bước vô bàn thờ thờ linh đó một cái không có cảm thấy lạnh lẽo nghe quý vị. Còn cái nơi thờ linh mà khói nhang ngu ngút, không có tu tập gì, tự nhiên bước vô nó âm khí nó quá mạnh. Người mà dương khí yếu vô một cái là ảnh hưởng dương khí, bệnh liền. Quý vị biết có những người mà yếu yếu đừng có vô cái nơi thờ linh nhiều, vì trong đó âm khí nặng quá, chưa siêu. Dù quý vị có cúng nhiều đồ ăn cỡ nào, nhang có đốt nhiều cỡ nào cũng không giải quyết được vấn đề giải thoát. Chỉ có niệm Phật, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho người ta thì nơi đó nó mới ấm áp. Tại vì âm siêu thì dương lỡ, mà âm không siêu thì dương không lỡ, hiểu không? Nếu nơi nào mà âm khí mạnh quá thì dương khí yếu vô là tổn. Cái người mà ta có công phu tâm lực ta mạnh không sao, nhưng người mà yếu yếu sợ sợ bước vô gì bệnh luôn, vì dương khí bị tổn. Nên con người mình khi mà mình mà bệnh đau đồ này kia là dương khí mình bị ảnh hưởng. Chứ nếu mà dương khí mình thịnh là mình khỏe lắm. Người mà dương khí thịnh ta nhìn thọ mạng kéo dài. Còn người mà khi mà dương khí mình suy là người xanh xao vàng giọt, bệnh đau, yếu ớt. Nên cái niệm Phật lễ Phật là nó phát cái dương khí mình rất mạnh. Và con người mình nó tâm lực từ bi, nên từ nơi đó mà cái năng lượng mình từ trường mình nó rất tích tụ mạnh. Những điều như Đức chia sẻ để quý vị thấy không? Khi niệm Phật xong nói chuyện với vị nghe rất rõ ràng không? Thế vậy giờ nói lại đi. Niệm Phật chứ kêu lên nói vài câu bí lù không biết gì chứ. Thấy không? Nên cái dựng tính nguyện niệm Phật là cái cực kỳ quan trọng luôn. Tại gia đình mà lo tu gì tuyệt vời. Cái giờ này thôi mà mấy cái gian mình là hơn 1.000 người tu. Mình nói đơn giản đó mà. Cái đạo tràng đâu mà có cái đạo tràng trên không chung mà giờ này bằng gì. Mà tu xác thực. Chứ không phải là cứ ngồi mà hỏi han bàn hoài. Cái pháp niệm Phật này nó không phải là mình cứ tối ngày mình bàn. Chúng sanh là cái nghiệp chướng nó nặng nề. Nên cái nghi của họ, người ta ngày xưa là đại nghi là đại ngộ. Còn mình bây giờ mà càng nghi thì càng đi bộ. Mình nghi chứ mình không ngộ mình đi bộ thì có. Bây giờ nếu mà cái đạo tràng trên không trung này những đứa đưa lên bây giờ cho mấy bà viết giấy đi mà hỏi những đức, hỏi viết chắc những đức cũng đơ luôn. Mấy bà hỏi hoài. Bữa nay hỏi xong trả lời thì ngày mai bà kia hỏi hoài. Vừa quen vòng tới cái bà hỏi kia tiếp tục hỏi nữa. Bà hỏi hoài bà không lo niệm Phật. Bà hỏi hoài bà hỏi càng hỏi bà càng đi bộ không. Người ta thì người ta ngày xưa người ta nghi người ta ngộ. Người ta nghi rồi người ta đột phá ngay cái nghi nó ngộ. Tại vì cái người mà đột phá ngay cái nghi mà ngộ là cái người kia khai ngộ. Nên đột ngay cái nghi mới ngộ. Còn mình là toàn là dân đi bộ không lo niệm Phật phức cho rồi đi. Mình càng giải thích chừng nào thì nó càng lũ bu chừng nấy. Nên quý vị thấy cái đạo tràng không chung của mình tuyệt vời chưa? Càng tu mấy bà mặt càng sáng. Mấy bà nghi giết rồi niệm Phật giết nó hết nghi. Còn cho mấy bà hỏi giết rồi mấy bà đơn luôn. Bà hỏi giết mấy bà ngồi, bà về bà ghi giấy, bà coi câu hỏi gì để bà hỏi. Khoái hỏi. Tại vì hỏi hoài làm biến khỏi tu. Nên từ nơi đó mà hỏi hoài giết sao ngộ. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy những đức có cách của những đức chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Quý vị cứ tu suốt đi giết. Nó không còn nghi gì nữa chứ nghe. Tin Phật mà nghi gì? Nghi bao nhiêu cũng bỏ vô coi vật hiệu đi là hết nghi. Còn nghi hoài là không bao giờ mà ngộ đâu. Mình là tính nguyện niệm Phật để được Phật Di Đà tiếp dẫn giảng sanh chứ sao mà khai ngộ gì? Chàng ô chàng. Hiểu không? Nên quý vị nghe rất rõ ràng nghe. Nên quyết chí đời này phải về thế giới Cực Lạc. Phải về Cực Lạc quý vị ô. Ô. Đời này phải về Cực Lạc nghe. Nó. Ừ. Chúng ta quyết tâm hẹn gặp nhau Cực Lạc Tây Phương quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.